toàn diện từ cái quy trình đến các cái cách thức và ứng dụng công nghệ tin. Nếu mà thấy cái chỗ này mà nó chưa phù hợp thì trong cái quá trình chuyển đổi số để nó đạt được cái hiệu quả cao nhất thì hoàn toàn có thể thay đổi quy trình cho nó phù hợp, cho nó hiệu quả hơn. Đấy là ứng dụng công nghệ tin một cách toàn diện cho hoạt động của một cá nhân, của một tổ chức thì được gọi là chuyển đổi số. Thế còn nếu mà chúng ta ứng dụng vài phần thôi, trước đây chúng ta cũng đã tiến hành rồi thì người ta gọi là tin học hóa. Đấy, thế do vậy mà cách đây độ khoảng 3 năm về trước thì bên Bộ Thông tin Thông họ có một cái cục gọi là cục tin học hóa, thế gần đây họ đổi thành cục chuyển đổi số. Đấy là một cái sự thay đổi cách mạng toàn diện. Thế đương nhiên thì để chuyển đổi số thành công thì cũng không thể một sớm một chiều mà thay đổi được hết được, thì chúng ta có rất là nhiều yếu tố. Đấy, chúng ta có phải làm phân tích, phải làm rõ bài toán. Giống như nếu mà chúng ta xây một cái ngôi nhà rất nhỏ, ngôi nhà một tầng thôi thì đơn giản, nhưng nếu mà chúng ta xây một ngôi nhà 108 tầng, thì như là cách đây một vài hôm là trên đường từ sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân là họ khởi công một cái tòa nhà cao nhất Việt Nam là 108 tầng. Thế rõ ràng 108 tầng họ phải có thiết kế, họ phải có thiết kế. Đấy, họ phải có phân tích, họ phải có khảo sát, phân tích, họ phải có thiết kế. Sau đó họ phải tổ chức lên kế hoạch triển khai dự án rất là phức tạp công phu. Thì công nghệ thông tin cũng vậy. Chúng ta phải phải phân tích, phải thiết kế. Đấy. Thế rồi là chúng ta chuẩn bị các cái nguồn lực. Đấy, chúng ta chọn phương án A, nếu mà chúng ta chọn phương án BOT. Cái này có rất nhiều tính. Nhưng mà đương nhiên rất nhiều học sinh thì có thể có các cái cách thức để dùng đơn giản như giao thông ấy, cũng dùng ngân sách họ có những cái đường họ gọi là BOT, thì mình thì hoàn toàn có thể làm được như vậy. Đấy, mình không có tiền, mình không cần ngân sách, mình có thể hay được chuyển đổi số trong trường học không hoàn toàn được nếu mà mình áp dụng nguyên tắc của BOT, tức là các cái tập đoàn công nghệ. Đấy, họ chỉ thấy có những trường thì học sinh có những cái trường hàng chục nghìn học sinh, hàng chục nghìn sinh viên thì họ sẵn sàng họ triển khai cái hệ thống phần mềm. Thế và họ không cần lấy tiền của chúng ta, họ cũng không cần lấy tiền thuê hay tiền mua, mà khi mà các cái doanh thu đạt được, các cái hiệu quả đạt được thì cho phép chia sẻ cho họ, cũng giống như là làm cái đường cao tốc ấy. Nếu mà chúng ta dùng ngân sách thì rất là tốn kém, có những cái tập đoàn để họ sẵn sàng họ đầu tư, họ triển khai và cho họ thu phí như thế nào, bao nhiêu năm, đúng rồi, như thế nào để đảm bảo được cái sự đầu tư của họ, cái sự lợi nhuận của họ, mà mình thì không phải mất ngân sách và triển khai được nhanh. Đấy, thì chuyển đổi số hoàn toàn có thể tiến hành được ở phạm vi của cả một cái tổ chức. Đấy, cũng như phạm vi của một thầy cô, như một thầy cô dạy tiếng Anh rất là giỏi, một thầy cô dạy toán rất là giỏi, mà chúng ta rõ ràng chúng ta vì chuyên môn không phải là công nghệ thông tin chúng ta không giỏi, thì nếu mà chúng ta đầu tư triển khai thì nó rất khó khăn. Thế nhưng chúng ta là giảng viên giỏi. Đấy, có những cái ông công nghệ thông tin ông sẵn sàng hợp tác, nếu mà ta hợp tác với họ theo một cái tỷ lệ 70 là ta thu được thì ta thu về 70, còn chia cho cái bên công nghệ hạ tầng 30% thì sẵn sàng họ hợp tác, mình đỡ phải lo và tiến hành chuyển đổi số được. Đấy. Để thành chuyển đổi số được thì trong giáo dục thì nó cũng có những cái lợi thế phải khẳng định như vậy, nó cũng có những cái lợi thế so với các ngành khác. Còn phải hỏi là kia em con đường xác định rất là nhiều người đi thì chúng ta có rất là bạn nhiều cháu đây người đang sẽ hiểu rồi, thế và những cái gì hợp lý hợp lý tay được không, quên mà họ sẵn sàng họ chi trả hợp lý không bạn nhìn qua để họ được sử dụng các dịch vụ thì có cháu trong người nhà thì là buổi cũng được chúng ta chia sẻ với nhau. Đấy, cái này là chuyển đổi số, các xu hướng công nghệ, một trong những xu hướng rất là quan trọng là trí tuệ nhân tạo AI, nó là hạt nhân của cái chuyển đổi số, thì là nó thông minh, nó giúp cho tất cả các phần mềm, giúp cho các trang thiết bị thông minh hơn để đáp ứng được nhu cầu, không những đáp ứng được nhu cầu con người, không những làm được con người, nó còn
họ làm gì, như thế nào. Thế phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi sâu trong chuyển đổi số, trong dạy và học. Thì có một cái phần rất là quan trọng là đào tạo trực tuyến, e-learning. Đấy, chúng ta sẽ có những cái khái niệm về đào tạo trực tuyến, về e-learning. Bằng thế cái trong đào tạo trực tuyến, tôi bằng vùng đó ngoài học tổng chuyện là phần phần mềm, tính năng nó như thế nào, không bằng được không? Phần hạt nhân linh hồn của nó chính là xây dựng nội dung. Đấy, chúng ta sẽ demo. Nhà này có hai người thấy cứ khác nhau về mạng hay thú vị của các thầy cô, của các đơn vị. Đấy, để chúng ta có một cái hình dung chung trước khi chúng ta sang cái buổi thứ ba, sau là chúng ta sẽ làm cụ thể một cái bài giảng điện tập. Cái phần mềm iSpring như Trung vừa mới Trung chia sẻ buổi hôm trước ấy, là một cái phần mềm rất là mạnh mẽ. Khi mà cài đặt thành công thì nó cắm luôn vào cái PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Thế và cái slide mà các thầy cô đang giảng dạy là cái đồ bàn, nó sẽ làm thành cái bài giảng điện tử dựa trên cái slide đó. Đấy, nó làm được rất nhiều điều tuyệt vời với những cái thao tác rất đơn giản. Chính vì vậy mà nó bán rất đắt. Nếu mà đúng bản quyền ấy thì là hay khoảng 20 triệu. Đấy, thế thì sau cái khóa học này mà các thầy cô mà thực hành mà tốt, mà dạy hay thì rất là nên đề xuất nhà trường là mua một cái. Đấy, mua một cái phần mềm bản quyền để nó có những cái sự hỗ trợ rất là cao. Và các thầy cô mà tự làm trên máy mình thì dùng cái bản mà học viện cung cấp gọi là bản crack, nhưng mà đến những cái bài giảng quan trọng ấy mà mình cần phải xuất bản thì mình copy, mình mang sang cái máy của trường ấy có cài phần mềm bản quyền để mình xuất. Trước kia thì Trung cũng không có kinh nghiệm nên đã gặp một lần như thế này. Là Trung được một cái dự án của Tổng cục Dạy nghề, bây giờ là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Bằng khá nhiều năm trước thì Tổng cục Dạy nghề có giao cho Trung là thí điểm xây dựng 10 cái nghề. Đấy, nghề ô tô, nghề cắt gọt kim loại, nghề cơ khí, nghề công nghệ thông tin, 10 cái nghề của Tổng cục Dạy nghề. Bây giờ là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp họ muốn Trung làm mẫu thí điểm các cái loại bài giảng. Đấy, đào tạo trực tuyến mà cho dạy nghề thì có được không? Thế thì lúc đó mình làm, mình quay, sau đó mình mang về mình dựng bằng cái phần mềm iSpring. Thế mình bàn giao, mình nghiệm thu thì không có vấn đề gì cả. Thế nhưng 5 năm sau, từ cái đợt Covid ập đến, thì bắt đầu Tổng cục rất là cần đến những cái bài giảng đấy để dạy online. Thì lúc đó mở ra thì cái phần mềm iSpring nó đã khống chế. Lúc đó nó cũng cho mở ra nữa vì sản xuất bài giảng bằng cái phần mềm không có bản quyền. Đấy, nên nó có những cái nó rủi ro ở trong đó. Đấy, thế thì nếu mà mình mà có điều kiện thì mỗi một trường rất là nên mua những phần mềm có bản quyền. Thế còn đương nhiên là trên diện rộng mình chưa thể có điều kiện thì mình dùng cái bản crack. Thế dùng cái bản crack thì nó có những cái phân tạp trong cài đặt. Các thầy cô nào mà cài đặt được thì rất là tốt. Thế còn các thầy cô mà cài đặt chưa được thì không phải lo lắng. Thì ngày mai thì thầy Lương, thầy Mai Ngọc Lương sẽ có một cái phần khoảng một tiếng để hướng dẫn các thầy cô cài đặt từ đâu. Đấy, cái phần mềm iSpring. Thế như vậy quay lại là tóm lại là buổi hôm nay. Buổi hôm nay thì mình sẽ làm phần thứ nhất là một chút chuyển đổi số tổng thể trong trường học. Cái này phần này thì nó khá là quan trọng cho các thầy cô ban giám hiệu của trường. Thì chúng ta mất độ khoảng 15 phút thôi. Đấy, để cho các thầy cô có một cái nhìn. Hôm trước mình đã lướt qua rồi, nhưng hôm nay nói sâu hơn một chút về chuyển đổi số trong giáo dục. Trong cái phần này chúng ta sẽ xem một cái case study của trường đại học FPT. Thì là chúng sẽ demo hệ thống phần mềm của một tập đoàn số 1 FPT triển khai cho đại học FPT, xem nó chuyển đổi số như thế nào, hệ thống phần mềm của nó như thế nào. Đấy. Thế phần thứ hai là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về đào tạo trực tuyến e-learning. Đấy. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ đi sâu vào trình diễn các loại bài giảng hay của các trường, các thầy cô đã đạt giải. Đấy, để chúng ta có một cái góc nhìn. Đấy. Thì trong cái lớp của chúng ta, sau cái buổi vừa rồi thì có những cái trường nghe thêm với Trung mà là
đào đào tạo lớn cao hơn, muốn hỗ trợ cao hơn để trường tham gia cái các cái cuộc thi đấy, cuộc thi của phòng của sở giáo dục, của phòng giáo dục và bộ giáo dục thì trong cái đợt Covid chẳng hạn họ tổ chức một cuộc thi rất lớn là cuộc thi xây dựng máy tính điện tử đấy, những cái ý tưởng chuyển đổi số trong giáo dục rất là sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ với các thầy cô. Thế thì như vậy các thầy cô ạ, với cái sự xuất hiện của mạng internet, tức là từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là đã có rồi, của máy tính rồi đấy. Thế đặc biệt là cuộc cách mạng lần thứ tư, tức là có trí tuệ nhân tạo, có thông minh, thì người ta bắt đầu đưa ra một cái mô hình dạy và học 4.0 đấy, hạt nhân là mạng internet. Nó làm cho cái việc học tập nó có thể chinh phục được các cái khoảng cách về không gian và thời gian. Không gian là gì? Đấy, trong lớp của chúng ta. Đấy, trong lớp của ta có những thầy cô. Đấy, ở Hà Nội, chung thì ở Hà Nội. Trước giờ học có một thầy cô, có một thầy hơn 70 tuổi, rất là vui mừng. Đấy, có một thầy hơn 70 tuổi của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Thầy ở tận trong Vũng Tàu, đang phụ trách khách sạn của bộ giáo dục. Đấy, trước là thầy phụ trách ở trong đây. Đấy, thầy có gọi điện mà, đấy, bảo là xem cái buổi hôm trước rất là thú vị. Thế như vậy nó chinh phục được không gian. Rõ ràng lớp học của chúng ta là rất nhiều thầy cô ở các vùng miền khác nhau. Đấy, thế thì cái học dạy và học 4.0 nó hoàn toàn có khả năng được như vậy. Các thầy cô xây dựng cái hệ thống phần mềm, xây dựng hệ thống thông tin, không những chỉ phục vụ cho học sinh của trường mình, có phục vụ cho học sinh của huyện mình không, hoàn toàn được, tỉnh mình không, hoàn toàn được. Thầy cô ạ, hiện tại thì cái Zoom mà có bản quyền ấy, nó cho phép được tối đa là 50.000 học sinh đồng thời cùng một lúc, chất lượng rất tốt. Như buổi hôm nay này, có thể lên đến khoảng 50.000 người đồng thời cùng một lúc. Thế rõ ràng 50.000 đồng thời cùng một lúc thì nó rất là nhiều giá trị, rất là nhiều cái tưởng. Và một thầy cô mà dạy những cái lớp mà 50.000 học sinh, ví dụ như thầy cô rất giỏi đấy, dạy cho học sinh toàn bộ huyện mình ôn luyện thi, ví dụ vào phổ thông trung học đấy, thi quốc gia, chia sẻ những kinh nghiệm đấy. Nếu mà một cái hệ thống online mà được đến 50.000 người thì tuyệt vời, quá là tuyệt vời đấy, để có thể đem lại và chia sẻ những cái giá trị cho hàng nghìn người như vậy. Thế thì cái dạy và học 4.0 nó cũng có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, là nó chinh phục được không gian, nó chinh phục được thời gian. Thời gian có nghĩa là mọi lúc mọi nơi, ví dụ như cái lớp của chúng ta đấy, chúng cố tình là bố trí vào tổ lương cũng tương đối rồi, 7 giờ làm cơm là 7:30, không bị ảnh hưởng đến công việc. Đấy, thì ngoài ra rồi không bị ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, nó nấu cơm, cơm nước, ăn uống đấy, đàng hoàng. Thế sau đó mình vào lớp học đấy. Thế thì nhất là sau cái đợt Covid, các thầy cô rất là nhiều trường, các thầy cô nhắc tí nữa thì Trung sẽ sâu, Trung sẽ trình diễn cho các thầy cô các cái văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Họ hoàn toàn cho phép là tất cả các trường được ứng dụng cái đào tạo trực tuyến, cái e-learning. Ví dụ trong thành phố Hồ Chí Minh là ở cấp phổ thông là họ đã hướng đến là 20% e-learning. Trong lớp của chúng ta là chắc chắn hình như là có trường Đại học Hồng Đức, cách đây vài tháng thì một anh giám đốc trung tâm công nghệ tin của Đại học Hồng Đức cũng đã mời Trung đến tận Đại học Hồng Đức trao đổi nói chuyện, cũng bảo là bộ là bắt buộc là phải có cái phần mềm e-learning. Thế có cái phần mềm e-learning thì rõ ràng là đấy, có thể đưa ra những cái tỷ lệ, ví dụ như 20%, 30% đấy, học online thì sẽ không phải học trực tiếp nữa. Thế thì trong thành phố Hồ Chí Minh hình như là có cái ý định là thậm chí là xuống cấp 1, cấp 2, cấp 3 tức là phổ thông ấy, là được phép như thế đấy. Nếu mà có cái hệ thống online tự học thì sẽ đỡ được khoảng 20-30% ở trên lớp đấy, và nó cũng có trọng
em học trò mà em đi học xong rồi em làm bài thi, mà trong cái quá trình em mới học thì mình phát hiện được là trình độ em này rất xuất sắc, mà lại mình lại cứ bắt em đi học cái chương trình bình thường thì nó không kích thích, thì có thể hướng lên cho em đi một cái chương trình dành cho học sinh giỏi xuất sắc. Còn một em này đấy, trình độ yếu kém và mất gốc, thì qua cái phần mềm, qua cái hệ thống dạy và học mới, nó phát hiện ra và nó gợi ý cho chúng ta là củng cố cái kiến thức này này này. Và hôm qua thì mình cũng đã chia sẻ với nhau là TikTok hoặc Facebook nó làm được cái việc là nó thấy mình quan tâm cái này là nó liên tục nó đổ vào những cái nội dung tương ứng, đấy là trí tuệ nhân tạo. Đấy, thế thì với cái việc AI, trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho cái phần mềm dạy và học trong trường học, nó sẽ hoàn toàn làm được cái việc là nó biết được từng em năng lực như thế nào, hứng thú như thế nào, cũng giống hệt như TikTok ấy. Đấy, cái phần mềm nó hay, nó phải làm được như vậy để nó gợi ý cho những cái chương trình tương ứng. Thì cái đặc điểm này nó gọi là cá thể hóa, cá nhân hóa. Và với cái việc ứng dụng công nghệ tin và chuyển đổi số thì nó hoàn toàn làm được cái việc này. Thế nếu mà theo truyền thống thì chúng ta không thể nào mà mỗi một em học sinh, mỗi một em sinh viên mà có một chương trình khác nhau được, thầy cô còn bao nhiêu việc, không thể làm được như vậy. Thế nhưng nếu mà dạy và học 4.0 thì sẽ làm được điều đó. Một trong những cái đấy là cái ý C ấy, là cá thể hóa, đấy, cá nhân hóa, đấy, cho một cái học viên hoàn toàn chúng ta làm được. À thế và như vậy với cái mô hình dạy và học 4.0 thì nó làm được một cái việc mà đâu đó một số năm nay thì chúng ta cũng thỉnh thoảng nghe thấy, đấy là học tập suốt đời. Đấy, chứ nếu theo mô hình truyền thống thì không làm được. Thế nhưng nếu theo mô hình, đấy, mô hình mới, mô hình chuyển đổi số mới thì học tập suốt đời rất là tốt. Đấy, như Trung vừa chia sẻ là có một thầy đại học kinh doanh và công nghệ hơn 70 tuổi rồi, trước giờ học gọi điện cho Trung, đấy, rất là thích. Đấy luôn là một tấm gương đấy, để cho con cái của mình nói theo. Đấy, mình học tập suốt đời đấy, không phải vì cái gì cả, vì kiến thức mới, vì những cái đổi mới, vì những cái sự năng động đấy, chống trì trệ thì rất là đáng quý. Thế thì cái việc dạy và học với một mô hình mới nó hoàn toàn làm được cái ý G là học tập suốt đời đấy. Thế đây là mô hình dạy và học 4.0. Nhưng trong mô hình dạy và học 4.0 thì cái ý A muốn làm được cái điều đó thì phải có cái bài giảng điện tử, tức là phải có một cái định dạng mới. Đấy, thế chính vì vậy mà buổi thứ ba chúng ta sẽ nhấn mạnh vào cả một cái buổi thứ ba và 10 cái video mà Trung gửi lên trên nhóm Zalo ấy, là để giúp các thầy cô có thể làm được cái bài giảng điện tử, tức là phải cần một cái định dạng mới thì mới làm được tất cả các cái B, C, D, E, F, G kìa. Đấy, nếu mà làm được cái bài giảng điện tử, đấy nên là nó là cái ý nghĩa quan trọng. Đấy, là cái xây dựng cái bài giảng điện tử vẫn là cái yếu tố rất là quan trọng. Thế buổi hôm trước thì chúng ta đã chia sẻ một cái mô hình là trường học thông minh. Đấy, cái mô hình này là tự Trung vẽ, tự Trung thiết kế để cho nó trực quan, là nó như một cái môi trường. À, cách đây khoảng 3 tháng thì có cái trường cao đẳng y tế Bạch Mai, nó nằm trong bệnh viện Bạch Mai, thì họ mời Trung đến khảo sát tư vấn. Thế thì một vấn đề đặt ra đấy, có một anh tên là Giáp, là chủ tịch hội đồng trường kiêm phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, có chia sẻ là bệnh viện Bạch Mai cũng như là cái trường cao đẳng Bạch Mai có đến 30 cái phần mềm, các cái phần mềm phân tán rời rạc và không kết nối liên thông đến nhau. Đây là một cái thực trạng rất vấn đề của các cái trường học từ đại học xuống tới mầm non đến phổ thông. À, cách đây khoảng 20 năm thì Trung đi nước ngoài thì các cái trường của nước ngoài nó đã có một cái phần mềm. Đấy, trong cái phần mềm đấy là duy nhất có một cái tài khoản, mỗi người được duy nhất một cái tài khoản, một cái account. Cái account đó login vào là vào được tất cả các phần mềm kế toán có vào được không? Vào được. Phần mềm quản lý công văn đến và đi có vào được không? Vào được. Đấy, phần mềm quản lý công việc có vào được không? Vào được.
chơi bời nó đấy. Thế xong phụ huynh thì không biết, nó cứ bảo là đóng tiền học đóng tiền kia, riêng một cái chức năng quản lý về tài chính thôi. Đấy, rất là cần là phụ huynh học sinh cũng nắm được. Thế nhưng với cái quyền của phụ huynh sẽ biết được con cái đã đóng tiền gì rồi, sẽ phải đóng tiền gì. Thế họ nắm được như vậy thì họ truy cập sẽ rất là tiện lợi. Đấy là một cái vấn đề mà chúng nói đến thôi. Còn tổng thể là đấy, một cái trường học thông minh, trường học số thì rất cần kết nối liên thông giữa tất cả các phần mềm với nhau, chứ không phải rời cả mỗi ông một góc. Đấy, vấn đề là phải làm được cái việc là kết nối liên thông và phân quyền. Cái phòng đào tạo có cần phải biết được về tài chính không? Rất là cần dữ liệu đó để biết được em này là đã đóng học phí chưa. Đấy, ví dụ với các trường đại học đấy, đã đóng học phí chưa. Đấy, để mà có những cái đấy, để mà có những cái mà kết nối, có những cái mà thông tin đỡ phải xuất Excel, đỡ phải nọ, đỡ phải kia. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, thì một cái mô hình mới ở cái dưới cùng ấy chính là nền móng, là một cái trục kết nối liên thông của trường, gồm có đường chỗ này thì phát wifi, chỗ này thì đường dây để kết nối tổng thể đầu vào đầu ra của trường, tạo ra một cái môi trường cho ban giám hiệu sẽ có tài khoản của ban giám hiệu, các khoa có tài khoản của các khoa, các giảng viên giáo viên có tài khoản của giáo viên, học sinh sinh viên có tài khoản học sinh sinh viên, phụ huynh có tài khoản của học sinh của phụ huynh, đối tác và khách hàng bên ngoài có cần không, rất cần. Ví dụ với cái mô hình dạy và học 4.0, một trường học của chúng ta xây dựng nội dung chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp ra bên ngoài, những người ta có nhu cầu, nhất là các trường đại học cao đẳng, chúng ta có những cái khóa học hay, có những cái chương trình ngắn, rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều cá nhân họ muốn học, họ học online, sau đó họ đến họ thi đấy, và cấp chứng nhận cho họ, thế thì hoàn toàn có thể mở cái cổng đấy ra đấy, để phục vụ các khách hàng bên ngoài. Thế và chung thiết kế gồm có 4 cái trụ cột đấy, hình tròn này gồm có 4 cái trụ cột là cái khối về trang thiết bị đấy. Thế thì ngoài cái việc là server để tổ chức lưu trữ, ngoài máy tính máy móc, thì sau cái khóa học này đến cái phần sau thì rất là đề nghị các trường là ưu tiên đấy, trong cái nhiệm kỳ tới, trong giai đoạn tới thì xin một cái kinh phí để làm một cái hệ thống studio và các cái phần mềm, các cái máy tính để sản xuất nội dung số. Đấy, một trong những cái vấn đề rất là quan trọng nữa là an toàn bảo mật các thầy cô ạ. Thế nhiều khi mình không để ý đến, thế khi mà chuyển đổi số rồi, chúng ta chứng kiến có những cái bệnh viện ấy cài đặt phần mềm nhưng mà cái đội ngũ triển khai phần mềm họ không để ý, thế là sau khi sử dụng rồi có những cái con virus máy tính nó âm thầm nó lây lan và nó cho hoạt động bình thường, nhưng đến một ngày đẹp trời nó mã hóa toàn bộ dữ liệu và nó bắt là phải đòi tiền chuộc. Đấy, nếu không thì không có thể mở được dữ liệu, mà lúc đó một bệnh viện là bao nhiêu dữ liệu của bệnh nhân, của bảo hiểm mà không mở được là vấn đề rất là lớn. Thế nếu mà trường học của chúng ta chuyển đổi số hết, chúng ta không dùng giấy nữa, không dùng tài liệu nữa, thì máy tính nó hỏng hóc đấy, rồi virus nó xóa hết dữ liệu thì rất là nguy hiểm đấy, toàn bộ điểm chat của cả học kỳ đấy, của cả năm học đấy, mà không có lưu trữ nữa nếu mà online 100%. Thế như vậy thì sẽ phải cần có an toàn dữ liệu đấy, cộng với là cần phải sao lưu đấy, bao giờ cũng có cái quy trình để sao lưu, ví dụ như sau một ngày sao lưu một lần, thì nếu mà giữ mất dữ liệu thì chỉ mất một ngày thôi, sau một giờ thì sao lưu một lần thì mất thì chỉ mất một giờ thôi đấy, sau một tháng sao lưu một lần thì mất một tháng thôi đấy. Cái trụ cột tiếp theo là các cái phần mềm quản lý về dạy và học đấy, thì đâu đó các trường thì đều có rồi, thế nhưng hai cái khối ở bên phải là nhiều trường chưa có, là khối về quản trị điều hành. Tức là một cái trường học muốn thành trường học thông minh thì mình cũng cần có một cái phần mềm để quản lý như doanh nghiệp ấy, tức là quản lý về công văn đến công văn đi, quản lý về kế hoạch công việc đấy, báo cáo công việc, các cái chỉ tiêu chỉ số, quản lý về tài chính, quản lý về tài sản, quản lý về nhân sự
phần mềm này nó phải cho phép được báo cáo thống kê phân tích dự báo. Các thầy cô bấm một cái là sẽ biết được là thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, có bao nhiêu dự án, tình hình dự án tiến độ như thế nào, có bao nhiêu học sinh tỷ lệ khá giỏi trung bình. Mình bấm một cái là mình sẽ ra dữ liệu rất là trực quan, báo cáo rất là trực quan. Thì đấy là một cái mô hình dạy, mô hình trường học thông minh. Đấy. Thế và như hôm trước thì mình đã chia sẻ với nhau để tiến hành chuyển đổi số thì không thể một sớm một chiều được. Mình phải có, người ta đưa ra cái mô hình 6 cái bước. Đấy. Nhưng bước quan trọng nhất đầu tiên là phải bản thân đặc nhiệm rất là quan tâm, rất là tâm huyết, rất là quyết tâm. Thì quyết tâm thì sẽ có cách làm. Cái cách rất là quan trọng là bước số 2 là mời ngay ông tư vấn, ông chuyên gia thuê ông ấy, chính là chuyên gia công nghệ thông tin dự án, ông tư vấn cho trường, viết cho trường bản dự án thì ngày này là phải xong gồm những cái này ngày này đấy. Thế mà phải có những cái mô hình đấy, phải có những cái mô hình đấy, mình phải xác định mô hình, ví dụ mình muốn là triển khai ngay và luôn không dùng ngân sách có được không, hoàn toàn được. Tôi chia sẻ vừa lúc nãy hoàn toàn BOT, ví dụ trường kinh doanh và công nghệ đấy. Các thầy cô chắc là phải có đến hàng chục nghìn sinh viên, các thầy cô không muốn có, không muốn mất tiền mà triển khai một hệ thống hiện đại nhất có được không, quá là được đấy, các thầy cô có một cái là rất nhiều doanh nghiệp có vận tin lớn như là FPT, VNPT, Viettel họ xông vào ngay họ triển khai. Thế nhưng mà cho họ đấy, có vài cách cho họ, ví dụ như học phí bao nhiêu thì trích ra cho phần công nghệ tin. Tiếp theo cách thứ hai là giả sử như là những cái phần chính khóa không thu thêm, những cái phần gia tăng thu thêm đấy, thu thêm thì chia cho họ hoặc cho họ thu. Ví dụ như vậy là mình không mất ngân sách, mình hoàn toàn có thể được cái hệ thống công nghệ tin một cách tổng thể toàn diện. Các trường khác cũng thế đấy, ví dụ như một trường phổ thông mà chúng ta có 1.000 em học sinh rồi thì mỗi một em là 500.000 một năm, tức là tính ra là mỗi một tháng 50.000. Thế 500.000 một năm mà có 1.000 em là đã ra 500 triệu. Thế 500 triệu thì quá là lớn, quá là khả thi cho một doanh nghiệp họ trang bị đầy đủ cho mình đấy, cái hệ thống phần mềm. Ngược lại để họ được chia sẻ cái, ví dụ có 1.000 học sinh đấy, 50.000 một tháng thôi, họ hoàn toàn có nguồn thu để họ đảm bảo được cái công sức lao động của họ. Và ngược lại thì mình có phần mềm, có ngay và có luôn. Mình đợi dự án, mình thực hiện dự án, mình phê duyệt rất nhiều các bước, sau đó mình đấu thầu đấu bán thì mới được. Đấy. Nhưng một thầy cô rất là giỏi, đấy là ở phía góc độ trường, một thầy cô rất giỏi. À, sau đây chúng sẽ có cái giới thiệu. Đấy. Một thầy cô rất là giỏi, mình không giỏi công nghệ gì. Mình muốn triển khai ngay và luôn có được không, hoàn toàn được đấy, cũng có thể hai phương án, một phương án là mình thuê hoặc mua, phương án thứ hai là phương án hợp tác. Đây tôi có nội dung, tôi có chuyên môn, tôi đảm bảo cái việc dạy anh sẽ triển khai cho một phần mềm mọi thứ đấy, và được doanh thu thì không được cái tỷ lệ đẹp ấy. Tiếp theo họ chia cho các thầy cô ví dụ là 70% đấy, cái đơn vị mà triển khai công nghệ khoảng 30%, thế mình có thể đàm phán được được đấy, thế như vậy chấp nhận được đấy, để mình có các cái kết quả mà mình không phải chi. Sau đây chúng sẽ demo đấy, cái hệ thống mà như chúng giới thiệu đấy, là xem một cái trường đại học lớn được coi là trường đại học tư nhân khá là thành công, trường đại học FPT. Đấy, họ chuyển đổi số, họ cái hệ thống thông tin của họ
đến ngay tới mình. Cái lợi thế rất quan trọng của nó là như vậy. Nếu mình có một cái app, nếu mình xây dựng một cái app cho nhà trường, phân quyền cho phụ huynh cũng có cái app đấy, nhưng nắm được tình hình về tài chính, về học tập, về kết quả thôi. Thế còn học trò thì nó sẽ có đấy, vào đấy là nó sẽ biết được kế hoạch học tập, các môn đấy, thời khóa biểu, lịch trình, học online vân vân. Thế giáo viên đấy, thì sẽ có chức năng của giáo viên, ban giám hiệu, đây các thầy cô thầy này, sinh viên cũng có thể vào đây, giảng viên vào đây, cán bộ tức là cán bộ phận nhân sự tài chính kế toán ấy cũng vào một nơi duy nhất, chứ không phải là N thì phần mềm, mà như rất nhiều trường gặp phải thì những cái vấn đề quá khứ. Nhưng FPT nó làm như thế này, FPT nó thậm chí nó đến một cái mức độ là nó có rất nhiều các cái chi nhánh của nó gọi là campus đấy, ở Hà Nội thì nó ở trên khu công nghệ cao Hòa Lạc, ở Cần Thơ, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng đấy, nó có các cái các thầy cô thấy là đấy, nó chia thành các cái campus đấy, ví dụ như ở Hòa Lạc thì ở đây thì login thì bây giờ nó sẽ rất là cho phương án là login bằng chính cái email của mình, ví dụ chúng có thể login bằng email. À, Trung cũng được đại học FPT họ mời làm giảng viên thính giả mang công nghệ tin, thế nên là có account để demo cho các thầy cô đấy, thì bản thân Trung cũng là một cái giảng viên giả của đại học FPT mang công nghệ tin. Thì các thầy cô thấy này, trên màn hình cái điều mà Trung vừa mới nói là cần một cái phần mềm dùng kết nối tổng thể chung. Khi login vào một cái tức là đăng nhập vào, các thầy cô thấy là toàn bộ các cái phần mềm, các cái chức năng nó hiển thị trên một cái màn hình đấy. Từ đây tức là mỗi một cái dòng này là một cái phần mềm. Ví dụ Trung muốn ở góc độ là giảng viên, muốn biết được là mình được phân công lịch giảng dạy như thế nào đấy, thời gian nào, lớp này nó phân ra làm một lớp có khoảng 30 em.
em, 29 nữa em. Đấy, 29 em. Và nó cho điện không? Tự động nó tổng hợp cái điểm của giáo viên. Ví dụ đây là một cái pha cuối cùng. Trong một cái pha cuối cùng, sau khi mình giảng dạy, mình cho điểm vân vân. Thế thì sinh viên ở góc sinh viên thì họ sẽ có điểm, họ có tổng kết của môn. Thế còn giảng viên thì là sẽ có những cái báo cáo rất là cụ thể chi tiết các cái giờ dạy. Mình dạy có đúng giờ hay không? Đúng giờ vào lớp là mình phải điểm danh. Mình có điểm danh hay không? Mình cho điểm của các em. Và cuối cùng là cái điểm đánh giá của mình. Đấy. Dùng ví dụ như vậy. Thế thì trên một cái phần mềm, trên một cái giao diện duy nhất, có thể là trên web hoặc có thể là một, trên điện thoại di động, là có thể tham gia vào tất cả các hoạt động của trường, nhưng với các cái vai trò, với các cái quyền hạn được cấu hình và công nghệ thông tin là các thầy cô cứ ra bài là bộ đội công nghệ thông tin nó làm được. Tôi muốn cái chức năng feedback này là cái người mà trưởng quan hoặc là cái người mà tổ trưởng đấy, hoặc là ban giám hiệu mới có chức năng là tạo ra feedback, tạo ra cái ý kiến nhận xét. Thế mà sinh viên các lớp đấy, thì cho điểm. Chúng ví dụ thế, thì với mỗi một cái chức năng hoàn toàn có thể quy định được cái quyền hạn của từng cái đối tượng tham gia vào cái hệ thống đó. Thế nhưng đấy, cái hay là nó kết nối liên thông, liên thông mới hay. Chứ còn bộ phận đào tạo lại muốn bộ phận tài chính lại muốn bộ phận đào tạo lại nhắc em này chưa nộp học phí này, em kia chưa nộp học phí của lớp này của lớp kia, lại phải xuất ra một cái Excel, xong đó với cái Excel đó đấy, với cái Excel đó đấy, đối chiếu bộ phận đào tạo lại đối chiếu đấy, với cái hồ sơ của mình để tìm ra những cái em tương ứng. Ví dụ như vậy, nếu nó sẽ làm giảm đi cái sức mạnh của công nghệ tin, sức mạnh của công nghệ tin là nó kết nối liên thông. À thế như vậy, đây là với vai trò một cái trường đại học các thầy cô ạ, nó phục vụ để quản lý nhé. Đây là một góc độ rồi, phục vụ trong việc quản lý là cũng rất là hay rồi, nó sẽ giúp cho mình tin học hóa vận hành. Nhưng đại học FPT nó làm ra một cái hệ thống nữa đấy, là fulix.edu.vn, cũng là một dự án của đại học FPT, dạy online 100%. Đấy. Cấp bằng cấp chứng chỉ thì là đại học FPT, nhưng đây là một cái dự án này do anh Nguyễn Thành Nam đấy, là một, cũng là một trong 13 người sáng lập của FPT, thế anh ấy phụ trách, tức là họ xây dựng một cái môi trường mà không những phục vụ cho sinh viên của FPT mà phục vụ cho hoàn toàn bên ngoài giảng dạy đấy, thu học phí, tổ chức hoạt động kinh doanh, hoàn toàn độc lập với cái việc dạy và học ở trong trường. Tất nhiên họ vẫn sử dụng những cái nguồn tài nguyên của trường như là giảng viên, như là chương trình, như là bằng cấp chương trình, nhưng họ hoàn toàn họ xây dựng một cái môi trường mới đấy, để việc dạy và học mở rộng ra. Thì đây là một cái hệ thống thứ hai. Cái hệ thống thứ nhất là hệ thống mà dùng để quản trị điều hành đấy. Và trong cái chuyên môn công nghệ thông tin thì nó có một cái khái niệm gọi là single sign-on, tức là một cái user, một cái account login là phải vào được tất cả các cái hệ thống phần mềm đấy, như Trung vừa mới demo với các thầy cô. Cái phần tiếp theo là họ ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc dạy và học bằng cách là họ xây dựng một cái trang online, 100% là học online chứ không học trực tiếp. Học trực tiếp đã có hệ thống truyền thống, 100% học online đấy. Một cái trang web thứ ba mà chúng demo với các thầy cô là đây là một cái trang web của một cô giáo dạy tiếng Anh.
trên lớp chỉ có 45 phút không nhiều, về nhà muốn xem lại cái lý thuyết kiến thức đấy cộng với cái việc là mở rộng ra, nâng cao ra, thì lúc đó không có cô, không có thầy ở bên, thế thì cái việc xây dựng cái bài giảng điện tử đấy, phục vụ cho cái việc đấy rất là có giá trị. Thế còn cao hơn là các thầy cô muốn kinh doanh, muốn mở rộng ra, muốn thêm một cái kênh nữa để phát triển cái hoạt động của mình, có được không? Phát con được. Còn với các cái tổ chức, thế nếu mà năng động, nếu mà có những cơ chế, có những cái cách thức tốt, thì hoàn toàn đấy, có thể tạo ra cái doanh thu. Ví dụ như giao trong một
trên cái nét của trường hợp cho uống nước định hướng đấy, định hướng đấy, cho các trường đấy, là cần phải xây dựng một cái phần mềm để phục vụ cái việc dạy và học. Và các trường cao đẳng rồi các trường đại học thì họ kiểm định họ nó có kia, một trong những yếu tố trong tương lai họ bắt là phải trang bị một cái phần mềm LMS. Khối phổ thông thì chưa đến nhắc đến, nhưng chắc các trường đại học cao đẳng thì phải bị nhắc đến rất là nhiều cái phần mềm LMS này, là viết tắt của Learning, tức là tiếng Anh là L là Learning, M là Manage, S là System, hệ quản lý cái hoạt động dạy và học online ấy. Cái phần mềm quản lý cái việc dạy và học online đấy, nghĩa là gì? Cái phần mềm mà để phục vụ quản lý điểm danh này, quản lý tài sản, quản lý văn bản đến văn bản đi là góc độ quản lý. Thế còn cái phần mềm để phục vụ cho việc dạy và học thì hạt nhân của nó chính là cái phần mềm LMS này. Đấy. Khá nhiều trường đại học cao đẳng thì đã triển khai một cái LMS bằng một cái gọi là mã nguồn mở, đúng rồi, tức là không phải mất phí, không phải mất bản quyền, mình cài đặt, mình triển khai, mình sử dụng, khai thác, mình sử dụng. Đấy, nó có hai cái xu hướng, là một là mã nguồn mở, hai là tự xây dựng, tự phát triển đặt hàng các đơn vị nó nghiên cứu phát triển. Nhưng cái phần mềm này rất là hay, đấy, có giá trị rất là lâu dài, nó tạo ra một cái môi trường để giúp cho cái việc, đấy, giúp cho cái việc dạy và học, giúp cho cái việc dạy và học của các thầy cô. Thầy cô làm bài giảng hay có một cái nơi chứa nó, thế nếu mà mình copy vào USB thì mình không bán được, nó copy đi mất. Mình muốn là để một nơi, sau đó phải nạp tiền vào, ví dụ thế, hoặc là phải cấp quyền mới được xem, account mới được xem. Thế thì cái phần mềm LMS thì nó giúp cho mình làm được việc đó. Thông thường là đấy, là các trường phải trang bị cái này cho các thầy cô, phải trang bị một cái phần mềm LMS, tức là nó sẽ là nơi để nó tổ chức các cái tài nguyên phục vụ việc dạy và học. Các tài nguyên là gì? Là lớp học, ví dụ như toán lớp 12, trong toán lớp 12 có chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, thì phần mềm này nó giúp tổ chức được như vậy. Trong chương 1 lại có bài 1, bài 2, bài 3 đưa lên được. Kết thúc của chương 1 lại bắt học sinh phải thi một cái trắc nghiệm. Cái câu hỏi thi thì được xây dựng thành một cái ngân hàng để sinh ra ngẫu nhiên. Học sinh phải pass qua thì mới được chuyển đến, mặc dù học online thì mới được chuyển đến cái chương 2. Hoặc là phát qua cái bài kiểm tra thì mình từ bài 1 mới chuyển đến bài 2. Thì cái phần mềm để làm việc này gọi là LMS. Đấy. Đa phần các trường phổ thông chưa có trên toàn quốc. Chúng nghĩ là chắc là chỉ độ khoảng chục trường trên toàn quốc các trường phổ thông. Mầm non có cần không? Rất là cần. Đấy. Học sinh có học không? Không học. Thì học sinh còn bé. Nhưng mà phụ huynh sẽ học cùng. Bây giờ phụ huynh muốn dạy con lớp 1, lớp 2 cũng rất khó vì không biết. Đấy. Thế nếu mà phụ huynh có A cao vào để học cùng con, dạy cùng con. Đấy. Thế thì cái phần mềm này, đầu tiên là giảng viên, mỗi một giáo viên sẽ có một cái A cao để tạo ra cái không gian lớp học của riêng mình. Mỗi một khoa sẽ có quản lý chung các cái A cao của các thầy cô của khoa đấy và các lớp học của cái khoa đấy. Mỗi một học sinh có A cao để có những cái loại lớp học là bắt buộc. Ví dụ trên lớp là đang học về toán lớp 10 trực tiếp thì sẽ có một cái lớp toán lớp 10 online. Đấy, toán lớp 10 online. Thế mà học sinh thì lúc ý, tức là đăng nhập vào xem bài giảng, làm các bài thi tương tác được. Và cái linh hồn mà mình đang trao đổi với nhau và buổi tới mình học chính là các bài giảng điện tử. Đấy, nhưng bài giảng điện tử thì phải có một cái, đấy, bài giảng điện tử cũng giống như là cái linh hồn, cũng giống như là cái xăng, thì phải có một cái phương tiện để tổ chức lưu trữ nó là cái xe. Cái xe chính là cái phần mềm LMS. Thầy cô không xây dựng được, xây dựng thì phải đầu tư. Thế thường là các trường phải đứng ra xây cái này. Không biết có trường nào trong lớp, trường đại học cao đẳng thì chung 90%
triển khai cái đào tạo trực tuyến cho cái tập đoàn Vingroup ông Nhật Vượng ấy. Ông này ông ra một cái quy chế là mỗi một cán bộ cấp này phải học như thế này, không học thì lương thì ông ấy vẫn trả nhưng thưởng ông ấy giữ lại. Thế nên là 2-3 giờ đêm vẫn có người vào học để cho nó đạt được đủ chỉ tiêu. Tương tự như vậy học viện cảnh sát họ ra những cái quy chế là áp dụng thí nghiệm thì giảng viên sẽ được cái gì, được đỡ được 50%, sinh viên được cái gì nếu mà học online. Thế có những cái quy chế cách thức áp dụng như vậy thì nó mới thành công. Chứ còn nếu mà trang bị cái phần mềm LMS, trang bị rất nhiều nội dung mà để cho nó tốt, để cho nó vui thì cái số lượng người học nó không quá cao, hiệu quả nó không lớn. Nếu mà phải, đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng của cái chuyển đổi số là người lãnh đạo, là quy chế, là cách thức. Đấy, nếu mà mình còn bộ tí nữa mình sẽ đưa ra cái văn bản của bộ, của các bộ, họ hoàn toàn họ đồng ý, họ cho phép là triển khai cái đào tạo trực tuyến là cấp bộ rồi. Tỷ lệ bao nhiêu là do trường, do hiệu trưởng, do giám đốc các học viện là được quyền quyết định. Dù 30% là 30%, 50% là được 50%. Thế nếu mà học trò mà bắt buộc phải học và cái điểm ở trên online này được tính 50%, thì rõ ràng là nó bắt buộc nó phải học. Thế mà giáo viên mà nếu mà giảng dạy như thế này thì được cái nọ được cái kia là yếu tố rất quan trọng đấy, đóng góp cho cái sự thành công thì họ làm ngay. Chứ còn nếu mà không có các cái chế tài như vậy thì đến cỡ như Vietinbank cũng không thành công. Nhưng Vingroup là rất thành công nếu mà họ có nhu cầu bắt buộc có những cái kiểm soát. Cái phần mềm này nó cho phép kiểm soát được là vào giờ nào, ra giờ nào. Muốn pass qua được cái bài 1 thì phải thi do giáo viên quy định. Thi thì nó sẽ có phần mềm mà sinh ngẫu nhiên. Thì đấy là sức mạnh của phần mềm. Thì các thầy cô ạ, đây là cái phần mềm rất là quan trọng trong cái chuyển đổi số của các trường là LMS. Đấy. Như Trung nói là có rất nhiều cái cách để mình có cái phần mềm này. Cách thứ nhất là mình có thể xin một cái dự án, xin một cái khoản tiền. Tất nhiên mình phải làm đúng theo thủ tục, quy trình đấu thầu đấu vẻ để mình chọn ra đơn vị cung cấp. Có phương án là mình thuê dịch vụ. Đấy, mình không muốn một cục nữa, mình muốn chuyển sang thuê được. Có phương án gọi là BOT, tức là mình không mất tiền nhưng một ông triển khai. Chính cái phần mềm đào tạo trực tuyến này rất tốt. Ví dụ mình triển khai cái phần mềm đào tạo trực tuyến, một đơn vị họ triển khai, mình không mất tiền. Thế nhưng mà mỗi một account, cái phần mềm này nó giúp cho trường thu phí được rất tốt. Mỗi một account sinh viên nhập học ấy phải có một cái, mình quy định là phải có 1 triệu chẳng hạn ở trong tài khoản của cái hệ thống e-learning, hệ thống đào tạo trực tuyến của trường, để anh học cái gì thì sẽ trừ tiền ở đó đi. Và cuối cùng khi anh tốt nghiệp thì sẽ đối soát. Đấy, sẽ đối soát là anh đã dùng cái gì, anh còn bao nhiêu tiền. Trên cái phần mềm này sẽ trang bị, sẽ đưa lên
trên hệ thống phần mềm, mà muốn học sinh giỏi cũng học được, muốn học sinh trung bình cũng học được, muốn học sinh yếu kém cũng học được, không cả gì. Muốn thế thì phải có 3 cái lớp học, 3 cái bài giảng cho học sinh giỏi xuất sắc, cho học sinh khá và cho học sinh bình thường. À thế e-learning nó làm được. Nếu mình xây dựng nội dung mà và mình có trình độ mình phân chia ra thì cái e-learning nó hoàn toàn có thể làm được việc mà nó cá thể hóa. Nhất là bây giờ nó xuất hiện. Chắc để cha đây không? Nó sẽ là một cái công cụ rất mạnh cho các thầy cô, cho các thầy nhà trường mà tích hợp cái chat GPT đấy có thể trả lời. Cái chat GPT chắc chắn là nó sẽ có các cái chuyên môn nó gọi là API, tức là nó sẽ mở cái cổng đấy để cho trong trường của mình, trong phần mềm của mình, mình thường gọi mình trả phí cho chung cho cả trường đấy. Nhưng mà học trò bây giờ muốn hỏi về cái này, muốn hỏi về cái kia, trước kia thì mình phải trả lời, mình lấy đâu ra cái người mà trực, mình lấy đâu ra cái người mà có kiến thức, cái gì hỏi cũng được. Thì cái ông ChatGPT đấy, cái thằng lớn là Microsoft, nó đứng đằng sau, nó đã đầu tư và mình sẽ tích hợp cái ChatGPT đó cắm vào cái e-learning của mình để cho nó cái việc đấy, hỏi đáp những việc muốn tìm hiểu các kiến thức chất lượng mà mình đỡ tốn đăng ký. Đấy là những xu hướng của e-learning. Và các thầy cô yên tâm là cái đào tạo trực tuyến nó sẽ có những công nghệ để nó giải quyết được cái việc như là chống gian lận thi cử. Thay vì việc là học bằng cái user, bằng cái password, thì công nghệ hiện tại ví dụ nó đã ứng dụng cho ngân hàng rồi đấy, các cái app ngân hàng là nó nhận dạng bằng khuôn mặt. Thế nếu mà login bằng chính khuôn mặt đấy thì chịu không học hộ được. Và các thầy cô mà đang phụ trách cái bộ phận e-learning yêu cầu đấy, yêu cầu cái bộ phận phát triển phần mềm ấy là cho phép tôi được cấu hình dùng cái lớp học này thì học tự do thoải mái, nhưng lớp nào học này mình muốn kiểm soát là mình sẽ check người đấy học có đúng người đấy học hay không, sau bao nhiêu khoảng thời gian mình check xem là cái người đấy có vẫn còn đang học hay không. Đấy thì AI trí tuệ nhân tạo đấy, nó hoàn toàn nó giúp các thầy cô giải quyết được việc chống gian lận học hành thi cử đấy, và nó còn nhiều cái công nghệ khác nữa. Thế thì cái công nghệ đào tạo trực tuyến này thực ra là nó đã ứng dụng rất là rộng rãi nhiều năm trước đây. Đấy, chúng ví dụ như trên màn hình là Bộ Nội vụ. Đấy, họ đã tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức. Đấy, chúng chính là người triển khai cho họ thí điểm đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của Bộ Nội vụ. Tổng cục dạy nghề từ hồi xưa, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tí nữa chúng sẽ có những cái demo bài giảng của Tổng cục. Họ đã ứng dụng, họ đã rất muốn ứng dụng, nhất là
được cấp phép sử dụng kể cả trước Covid. Đây là 2016 đã có rồi, Covid nó chưa đến. Đấy. Đấy, phía Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Đấy. Thì ông Lê Quân này, lúc đấy ông là Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, sau đó ông về Cà Mau làm chủ tịch và bây giờ ông là Giám đốc Đại học Quốc gia. Thì ông này rất là đam mê về đào tạo trực tuyến. Đấy. Thế và họ cũng đã quy định, họ cũng đưa ra là khuyến khích đầu tư. Các thầy cô nhìn thấy văn bản họ chỉ đạo là rất là khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến. Sau này là họ kiểm định, là họ sẽ kiểm tra các trường một trong những cái hạng mục là có cái phần mềm LMS này chưa. Đấy. Rất là cần một cái phần mềm ổn định lâu dài, nó xứng đáng là một cái đề tài khoa học rất lâu dài của các trường, ngoài cái việc là triển khai bằng mẫu tờ, triển khai bằng một cái đơn vị nào đó, thì mỗi một trường rất có cái đặc thù riêng. Cái phần mềm đấy, nó có những cái tính năng trí tuệ nhân tạo đấy, để phục vụ riêng cho trường, rất là thú vị đấy, đem lại những hiệu quả rất là lớn đấy. Thế mà đấy, xã hội thì họ đã triển khai rất là nhiều. Thế như vậy chúng ta vừa đi qua cái phần một nửa, cái phần nữa là cái trong cái chuyển đổi số trong dạy và học, thì một trong những cái phần mềm rất là quan trọng mà chúng ta nhắc đến là đào tạo trực tuyến, e-learning. Nhưng trong cái đào tạo trực tuyến thì quay lại sau khi giả sử cái phần mềm rồi, phần mềm này thì là nhiệm vụ của các trường, của ban giám hiệu phải lo. Đấy, và có rất nhiều cách để lo, không có tiền cũng có được. Đưa ra một cái phương án là BOT. Đấy, có rất là có nhiều phương án để có được cái phần mềm. Thế có phần mềm xong rồi thì cũng rất quan trọng là content. Nếu lúc cái phần mềm mà không có content, đương nhiên là có phần mềm có content thì phải cần một cái yếu tố nữa là cơ chế chính sách, quy chế quy định của ban giám hiệu của nhà trường. Chúng ta đồng thuận để đưa ra học thì được cái gì cho giảng viên, học thì được cái gì cho học sinh, sinh viên. Cuối cùng là những cái câu chuyện đó thì nó mới ứng dụng một cách hiệu quả, thiết thực, bền vững được. Đấy, phải có cái đấy chứ nếu không thì không có ý nghĩa. Còn nếu có cái đấy thì thực sự là một cái khâu vượt phá. Cái góc độ chuyển đổi số trong cái việc quản lý điều hành thì là một chuyện. Đấy, chúng ta không có cái đó thì mấy chục năm nay chúng ta vẫn làm, ta vẫn quản lý bằng tay, vẫn quản lý bằng Excel, vẫn quản lý bằng sổ sách giấy tờ. Thế nhưng mà nếu mà ứng dụng trong việc dạy và học, đặc biệt là đào tạo trực tuyến, thì nó sẽ thay đổi cái việc dạy và học rất là nhiều. Thế và cái góc đấy, một trong ba cái trụ cột thứ nhất là phải có phần mềm, phải có phần cứng, phải có hạ tầng. Trụ cột thứ hai là phải có content, chính là phải có người dạy, xây dựng nội dung và quản lý cái lớp đấy. Những yếu tố thứ ba chính là cơ chế chính sách. Đấy, ba cái trụ cột mới tạo ra được để đào tạo trực tuyến. Thế và người ta chia thành 5 cái loại bài giảng, 5 cái loại bài giảng khác nhau. Tại sao lại là 5? Đấy, nhiều người hỏi chung là tại sao là 5. Thế thì chung bằng là 5 là ngũ hành. Mọi sự vật hiện tượng ở trên vũ trụ đều được giải thích bằng 5 yếu tố. Đấy, kim mộc thủy hỏa thổ. Thế thì chung cũng chia cái bài giảng ra thành 5 loại. Sau đây chung sẽ tiến hành demo để các thầy cô hình dung đấy, cho nó trực quan. Sau đó chúng ta quay lại bài giảng. Thứ nhất là bài giảng loại một, bài giảng chung giới thiệu là từ 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho thí điểm ở trường Đại học Vật, trường Trung học Bệnh Viện Nam và trường Đại học Quảng Bình. Đây là loại bài giảng
Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một môn học mới, môn học có tên Luật Thương mại quốc tế. Môn học này theo thiết kế trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có hai phần lớn. Phần lớn thứ nhất liên quan đến nội dung pháp luật thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Phần này sẽ tập trung giới thiệu về các khía cạnh của pháp luật thương mại quốc tế công trên cơ sở là pháp luật của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Phần này sẽ được thiết kế bao gồm chương 2, chương 3, chương 4 và chương 5. Phần lớn thứ hai là phần chúng tôi sẽ tập trung vào pháp luật kinh doanh thương mại quốc tế. Phần này thì sẽ tập trung giới thiệu về các khía cạnh của pháp luật thương mại quốc tế tư với trọng tâm là các cái hợp đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng. Phần này thì chỉ có một chương thôi, đó là chương 6, nhưng nó sẽ có thời lượng dài nhất là 12 tiết. Chúng ta sẽ tập trung vào cái chương thứ nhất trong số 6 chương của môn này, đó là cái chương có tên gọi là khái quát về luật thương mại quốc tế. Trong cái chương này thì các bạn có thể tham khảo các nội dung của nó được thể hiện trong giáo trình luật thương mại quốc tế phần 1 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ở cái chương thứ nhất này thì được thể hiện trong cái trang thứ 22 và trang thứ 43 của cái cuốn giáo trình này. Trong cái chương thứ nhất này chúng ta cũng sẽ tập trung vào hai cái mảng nội dung chính. Cái mảng nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế. Và phần thứ hai thì những nội dung liên quan đến luật thương mại quốc tế. Trong cái phần thứ nhất là thương mại quốc tế sẽ có 3 phần nội dung nhỏ. Thứ nhất là phần 1.1, chúng ta tìm hiểu về cái tính quốc tế của hoạt động thương mại. Phần 1.2, chúng ta tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động thương mại quốc tế. Và phần thứ ba thì chúng ta sẽ tập trung vào cái xu hướng lớn nhất hiện nay của cái thương mại quốc tế, đó là xu hướng tự do hóa thương mại. Trong phần 2 lớn chúng ta tìm hiểu luật thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ tập trung vào các nội dung mà nó hình thành nên những cái nội dung, những yếu tố liên quan đến luật thương mại quốc tế. Thứ nhất, chúng ta tạm thời đưa ra một cái công thức ở đây để chúng ta... À, đây là cái loại bài giảng thứ nhất. Cái loại bài giảng này là chỉ có video thôi, các thầy cô ạ. Đấy. Thế có một chút kỹ xảo ở đây là nếu mà mình đang dùng cái slide mà mình quay cả cái slide đấy chiếu lên tường, chiếu lên cái màn hình thì nó cũng rõ nét được. Đấy, thì các thầy cô để ý là chúng có một cái kỹ thuật là cái slide để chuyển vào cái màn hình của mình. Nhưng mà như vậy thì thầy cô nói chỉ trên cái màn hình TV khá là chủ quan. Thế nhưng cái loại này sản xuất rất là nhanh, rất là dễ. Đấy, ví dụ như nếu mà một cái môn của mình có khoảng chuyên đề, mỗi một chuyên đề có khoảng 10 bài giảng, ví dụ như vậy. Thế mình nếu mình chuẩn bị đầy đủ rồi, một ngày là mình quay xong và xử lý xong về góc độ thời gian. Đấy, có thể thậm chí 1-2 ngày. Thế nếu mà mình cho rất là thoải mái về thời gian để còn chỉnh sửa thì mất một tuần là xong cả một môn. Đấy, là hoàn toàn được. Thế để xây dựng được những cái nội dung mà nó rất là đẹp về ánh sáng, về âm thanh, tí nữa mình sẽ nói là nhà trường sẽ phải cần trang bị cái gì để làm được những nội dung đẹp đẽ như thế này. Đấy, thì đây là loại bài giảng thứ nhất, tương tự như cái loại bài giảng thứ nhất này. Đấy, thì các thầy cô có thể nhìn thấy nó như thế này. Đây là loại bài giảng thứ nhất. Đấy, nó chỉ có video rồi. Chào mừng các bạn đến với khóa học chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tôi là Phạm Quang Trung, giảng viên tại Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn module 4 sử dụng bảng tính cơ bản Excel 2010. Nội dung cơ bản của module 4 được chia thành 6 bài học. Bài số 1 giới thiệu bảng tính, khái niệm và thao tác.
tác cơ bản trên. Đấy, thì đây là loại bài giảng thứ nhất, sản xuất rất là nhanh, chi phí rẻ. Đấy, nhưng nó chỉ có video, có giảng viên, có video. Và có một cái cải tiến một chút là thay vì việc cái slide để chiếu lên thì mình không chiếu lên, mình đưa vào cái đầu TV. Đấy, thì nó sẽ nét hơn, nó sẽ nét như thế này. Thầy cô thấy nó nét như thế này. Thế đương nhiên là có cái bài giảng này là đã quý rồi, là các thầy cô hoàn toàn có thể chia ra là bài giảng theo đúng chương trình, bài giảng nâng cao, bài giảng dành cho học sinh giỏi. Thế xong đó mình đưa vào cái phần mềm của trường ấy, phần mềm LMS, trong cái đó mình sẽ tạo ra một cái lớp học. Thế mà sinh viên đấy, học sinh có thể vào đó học. Nhưng rất quan trọng là học thì được cái gì, học phải kiểm soát, giáo viên thì được cái gì, học sinh thì được cái gì, phải làm gì đấy, thì nó mới thành công đấy, chứ còn phần mềm nó hoàn toàn làm được, nội dung các thầy cô cũng làm được, quy chế, cách thức khai thác, kinh doanh, vận hành đấy. Đương nhiên là đào tạo trực tuyến, nếu mà biết cách khai thác thì rõ ràng là nó hiệu quả. Thì một cái lớp học các thầy cô có thể thu 1 triệu, nhưng nếu có 1.000 em là mình sẽ thu được nhất định, nếu có 100 em là mình thu được 100 triệu. Rõ ràng là những cái nguồn thu tốt cho nhà trường và các thầy cô đấy. Có những cái nhà trường thì họ đưa ra các cái cơ chế là trường thì trang bị cái phần mềm, trang bị môi trường, thầy cô xây dựng nội dung, thu được doanh thu thì chia cho thầy cô bao nhiêu đấy, các thầy cô được thu nhập bao nhiêu. Thế có những cái trường họ có tiền thì thôi, họ bảo là thôi, họ sẽ trả tiền cho các thầy cô để xây dựng nội dung này, còn khai thác kinh doanh như thế nào trường thu đấy, và trường sử dụng, thế mà trả tiền luôn cho các thầy cô một lần để xây dựng các cái nội dung này đấy. Thì đây là loại bài giảng thứ nhất, các thầy cô thấy là nó cũng đã ra rất là có giá trị rồi đấy, sử dụng rồi. Số
của n là sau đây. Dãy số nào là cấp số cộng? Nếu là cấp số cộng thì tính số hàng đầu và công sai của cấp số cộng đó. Ý thứ nhất, un được cho bởi công thức 3 cộng 4 n. 2. Un bằng 2 mũ n cộng 1. 3. Un bằng n bình cộng 3 n cộng 2. 4. Un bằng 5 trừ 7 n trên 2. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xét từng dãy một. Nhớ là câu hỏi chung là các dãy số này. Slide.
Các thầy cô đưa
cùng nhau chúng ta làm.